Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 12 giờ trưa của ngày 31 tháng 5 năm 2022. Câu chuyện ngày hôm nay nói về ngụy đảng viên, chân đảng viên là thế nào. Xin thưa với các bác và mọi người, vào clip vào lúc sáng nay là lúc khoảng 9 giờ sáng, đó là clip mang cái số báo danh là 1241, thì tôi có chia sẻ rằng là một trong những cái mà người ta rất là nghi ngờ và đặt những cái dấu hỏi, đó là việc một số con quan chức thăng tiến một cách cực nhanh, đặc biệt là phía đoàn. Thế thì tôi cũng trích dẫn luôn, xin thưa với các bác, ở trên kênh của mình thì có cái này, đó là lời của bác Hồ. Đó, lời của bác Hồ đó chính là cái việc mà đấy, chúng ta không sợ sai lầm, chúng ta không sợ sai lầm nha các bác, chỉ sợ là phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng lắng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình thì và không tự phê bình thì nhất định sẽ lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân. Thì xin thưa với các bác rằng là chủ nghĩa cá nhân ấy, là vun vén cho gia đình mình, cho bản thân mình, cho những người quen biết thân quen với mình. Và với chủ nghĩa cá nhân thì Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã không ngần ngại gọi nó là một thứ giặc nội xâm, và thứ giặc nội xâm này là thứ giặc nguy hiểm nhất. Và điển hình là cái câu nói chúng ta không sợ đế quốc bởi vì đồng bào ta sẽ đánh thắng chúng. Chúng ta cũng không sợ gọi rằng là phản động bởi vì đồng bào chúng ta sẽ không nghe chúng. Nhưng chúng ta sợ nhất là những cái người mà ở ngay chính nội bộ của chúng ta đi này. Và bởi vì tại sao? Bởi vì đối với họ thì chính là đảng và chính là nhà nước. Cho nên đưa những người mà kém phẩm chất vào trong cái bộ máy và giao cho họ chức trách thì nguy hại nó là khôn lường. Đại ý bác Hồ nói như vậy. Thế thì xin thưa với các bác và mọi người, ngày hôm nay á, thì cũng có, tôi cũng trích ở trên này một cái trên báo Tuổi Trẻ, thì ngày hôm nay sẽ đưa ra cái phán quyết mà tòa Cần Thơ thì xử phóng viên, cái vụ mà phóng viên kiện tránh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông. Thì ở đây á, thì nguyên nhân á, thì là do rằng là Facebook của nhà báo Hào Lê Anh Hào, Châu Lê Anh Hào, thì báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh thì có một số cái bài viết ở trên trang Facebook của mình và đã bị Sở Thông tin và Truyền thông là của Cần Thơ và quy kết là xuyên tạc, truyền thông và xuyên tạc. Và bác ý bác Hào thì anh Hào anh có nói thế này là tất cả những cái thông tin mà nhà báo Châu Lê Anh Hào viết ý, và trên trang Facebook của mình thì đều dẫn lại những cái thông tin chính thống. Nhưng mà ở đây á, thì các bác có thể thấy ông tránh thanh tra của bên phía của Sở Thông tin của thành phố Cần Thơ thì nói thế này. Trong đơn khởi kiện thì ông Hào cho rằng là thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ quy kết khi những status có nội dung chủ yếu được chia sẻ và dẫn lại những tin bài được báo chí xuất bản. Ông cũng cho rằng tất cả những nội dung trên status không phải do tự bịa ra. Có những status thì được đăng từ năm 2020 nhưng vẫn bị mang ra quy chụp là gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch ở thời điểm hiện tại. Do đó, tất cả các biên bản làm việc bên này thì là vô hiệu. Đó. Nhưng tránh thanh tra thì vẫn quyết định xử phạt và đăng tải trên cổng thông tin là một số cơ quan báo chí đăng tải lại. Và xin thưa với các bác rằng là câu chuyện ở đây á, thì tránh thanh tra Sở Thông tin ấy, chỉ nói thế này, đơn giản rằng là thậm chí còn nói một cái câu rằng là báo cáo với các bác là một câu rằng là biến cái trang cá nhân của mình thành một cái trang thông tin tổng hợp và không được phép. Ôi trời ơi, trên đời này rất là kỳ lạ nha. Đó, biến một cái trang cá nhân thành một cái trang tổng hợp thông tin là không được phép. Thế thì không đúng rồi, không có luật nào quy định như vậy cả. Và xin thưa với cả ông tránh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, thì ở trên kênh của tôi ấy, thì một số bác thì có nói thế này. Đó, và cần lấp, ví dụ như bác Bằng Văn nói này. Bác Bằng Văn thì bác ấy nói thế này. Leo đến cái ghế tránh thanh tra của Sở Thông tin và Truyền thông mà nhận thức pháp luật như thế này thì e rằng là con đường thăng tiến sử dụng ngoại lực là tương đối nhiều. Giờ là thời đại nào mà còn chơi cái trò cả vũ lấp miệng em.
và rất hy vọng một án lệ làm thanh sạch những cái quyền lực thứ tư này. Đó là comment của Phạm Văn. Nhưng mà thôi thì chúng ta lan man nhiều quá. Nhưng có một cái sự thật như thế này. Khi mà chúng ta nói hoặc là chúng ta phê phán, chúng ta coi rằng là những cái điều gì đó là chưa được, chúng ta không hề có một cái ý định đả phá hay là đả kích hay rằng là muốn hạ hạ cái sự lãnh đạo của Đảng. Đấy là cái việc mà chúng ta đang cố gắng để mà giống như rằng là các bác bình luận, các bác thậm chí rằng là nhiều bác thấy không, rất nhiều kênh YouTube, rất nhiều người chửi bới phê phán và thậm chí là nhục mạ tôi, nhưng mà tôi vẫn không có một cái gì đấy để mà phản đối lại, hoặc là có thể mình phản đối lại và dân chứng làm một điều, nhưng mình sẽ không tố ra cơ quan công an, mình cũng không kiện họ ra của tòa, bởi vì tôi tôn trọng những cái ý kiến của người ta. Nếu người ta có thể nói là những ý kiến nó mất dạy quá thì mình không cần phải trả lời, bởi vì những người tử tế người ta sẽ không nghe những lời như thế, đúng không ạ? Đấy là cái chuyện mà đương nhiên những người tử tế, những người chân chính, người ta sẽ không nghe cái kiểu mà chửi bới nhục mạ và công kích cá nhân cái kiểu như thế. Nhưng mà xin thưa với các bác thế này, rất nhiều người và sở thông tin và truyền thông và một số người khác có một cái sự thật là cả một cái thời kỳ chúng ta chấn áp báo chí, chấn áp những cái người mà có thể nói không phải là bất đồng chính kiến, mà người ta chỉ muốn góp ý cho đảng và chính phủ tốt hơn lên. Thế thì lý do của họ hay là lý do của tôi đưa ra ấy, thì cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta muốn trở lại cái chân giá trị. Cái chân giá trị. Chân giá trị nó là cái gì? Đó là những cái giá trị phẩm chất của những người đảng viên, gốc của nó. Chúng ta thấy rằng là thời kỳ chúng ta dựng nước, giữ nước thì những người đảng viên chân chính không nhiều, như sức nghĩa là những người đảng viên nó không nhiều, nhưng sức ảnh hưởng của họ rất lớn. Họ hiệu triệu được hàng triệu người dân Việt Nam để mà giành lại cái độc lập, và qua hai cái cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước thì những người đảng viên này đã được quần chúng vô cùng ủng hộ. Những bà mẹ Việt Nam che chở những người chiến sĩ, che chở những người đảng viên, rồi hiến những đứa con của mình, thậm chí những đứa con cuối cùng của mình ra tiền tuyến. Thì các bác thấy rằng là những người đảng viên thời đó nó như thế nào? Tất nhiên thời hiện đại này thì báo cáo với các bác rằng là vẫn có những cái chân giá trị của nó trong những cái thời kỳ mà đổi mới hay là sau đó, thì báo cáo với các bác họ có thể xung khắc nhau về những quan điểm khi đổi mới đất nước hay là những quan điểm bảo thủ. Tuy nhiên cả hai cái ý kiến đó thì đều dựa trên những cái phẩm chất phẩm giá của những người đảng viên chân chính. Họ đều đặt cái lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên hàng đầu. Tất nhiên có người thì nói rằng là lấy quốc gia dân tộc lên hàng đầu thì là phải như thế này, và bên kia thì là phải như thế kia, đúng không ạ? Thì họ có thể đàm với nhau, nhưng không bao giờ họ lấy cái giá trị lợi ích cá nhân của mình lên để mà thành cái câu chuyện. Nhưng trong cái thời kỳ 10 năm thì báo cáo với các bác rằng là cái chủ nghĩa cá nhân nó phát triển một cách kinh khủng khiếp. Người ta không cần quan tâm tới người dân khóc ra sao, người ta không cần quan tâm tới xã hội như thế nào, và người ta chỉ vì cái lợi ích kim tiền, rồi quyền lực của bản thân mình và gia đình mình. Chúng ta thấy rất nhiều những gia đình đã bị ngã ngựa sau khi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà đưa cái ban phòng chống tham nhũng về 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 phía của mình, thì rất nhiều thứ đã được phát lộ ra, và dần dần nó phát lộ ra càng nhiều hơn. Nói về chuyện con ông cháu cha thì các bác có thể thấy rằng là ông Nguyễn Xuân Anh con của Nguyễn Văn Chi, đúng không? Rồi là bên cháu là họ Lê Phước. Rồi chúng ta thấy dòng họ của bên họ Triệu và Hà Giang, tất cả những thứ đó đều thấy rằng là cái chủ nghĩa cá nhân nó khủng khiếp thế nào. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều những người mà vẫn tha hóa vào chủ nghĩa cá nhân. Cho nên ấy, những người như vậy tôi gọi họ là ngụy đảng viên. Tôi gọi gọi là ngụy đảng viên. Hay như đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã trả lời phỏng vấn ấy, thì cũng nói rằng là những người có cái huy hiệu đảng ở treo ở trên ngực áo thế này, cài ở trên ngực áo thế này, và tôi cũng nói rằng là họ có thể đảng ở trong túi, có huy hiệu ở trên ngực áo, nhưng họ không phải là đảng viên. Họ mượn danh đảng để vào đây thăng tiến, để mà vơ vét, để mà củng cố quyền lực cho gia tộc của mình. Họ không phải là đảng viên chân chính, bởi vì đơn giản họ không có những cái phẩm chất phẩm giá của những người đảng viên chân chính. Những người đảng viên chân chính họ không sợ phê bình, như bác Hồ nói, họ không sợ phê bình, và thậm chí họ còn chủ động tự phê bình mình đó. Những cái gì mình làm chưa tốt, và lắng nghe những người khác phê bình để từ đó họ cải thiện được những cái gì mình lên. Thế nhưng bây giờ nếu mà nhân dân phê bình thì họ lại cho một cái rằng là
thế lực thù địch vân vân nọ kia, rồi làm loạn thế này làm loạn thế kia, kỳ lạ không? Xin thưa với các bác mọi người, tôi chỉ mong muốn rằng á, tôi rất ủng hộ đảng, ủng hộ nhà nước bằng cách là thanh lọc những cái ngụy đảng viên này ra khỏi. Trong hội nghị văn hóa toàn quốc thì ở trong một cái bài phát biểu nào đấy tôi không nhớ kỹ lắm, thì Tổng Bí thư có nói về cái việc chân quê đó, đọc cái bài thơ chân quê đúng không ạ, cũng giống như kiểu là một cô gái đi tỉnh hôm qua đi tỉnh về, hương đồng gió nội thì bay đi ít nhiều, chúng ta phải trả lại cái văn hóa, cái phẩm giá, cái gốc. Nhất nhiều người không hiểu cái bài thơ đấy của bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng ý của bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đọc lên cái bài thơ đó ở tại một cái hội nghị thì muốn nhắn nhủ rằng tất cả phải trở lại cái chân giá trị của nó, cái chân giá trị của nó. Những người đảng viên chân chính phải trả lại đúng cái chân giá trị của nó, trở lại đó, có những cái phẩm chất phẩm giá như vậy thì mới là đảng viên chân chính. Còn những đảng viên mà ngụy ngụy đảng viên đấy, chúng tôi gọi là ngụy đảng viên đấy, giả đảng viên đấy, thì họ không nghĩ đến cái điều đó đâu, họ không biết rằng là mô tả rất kỹ một người đảng viên đó là như thế nào, tư tưởng của Bác Hồ nó là như thế nào, và đạo đức Bác Hồ, phong cách Bác Hồ nó là như thế nào. Họ mải sống xa hoa, họ mải sống ở trong một cái có thể nói rằng là rất xa rời quần chúng. Một người bạn của tôi là anh Đinh Nguyễn ấy, anh có một bài viết rất hay, anh bảo rằng là khi những ngôi nhà to gạch đi đến huyện nào, xã nào, tỉnh nào thì cũng thấy những ngôi nhà to gạch, thì hỏi ra thì đa phần thì nói rằng là đây là nhà của vị này vị kia, thì đều là lãnh đạo, đều là đảng viên. Hay như vừa rồi chúng ta thấy tại chủ tịch của Hạ Long thì ngôi nhà đến hàng trăm tỷ, thế nhưng mà ông ở trong một ngôi nhà trăm tỷ, nhưng khi người dân vào năm 2016 có quỳ xuống hỏi ông rằng là ông ở biệt thự to như thế, còn người dân của chúng tôi đang màn trời chiếu đất, bởi vì ông ký cái rằng là đuổi mọi người ra khỏi nhà, chúng tôi đang màn trời chiếu đất chứ ông có suy nghĩ gì không? Nhưng tất nhiên ông ta chẳng suy nghĩ gì cả. Những đảng viên bên kia cũng vậy, họ đâu có suy nghĩ gì, khi họ sống trong một ngôi nhà rất to, rất rộng rãi, rất đẹp, mà đồng bào ở nhiều nơi thì còn chưa có điện, chưa có điện, và trẻ em ở những vùng sâu vùng xa thì còn chưa có quần áo đầy đủ để mà mặc, thì họ nghĩ cái gì? Mà sống trong một xa hoa như thế, họ có cảm thấy rằng là mình có lỗi với tổ quốc này, mình có lỗi với nhân dân này, có lỗi với đảng hay không? Thì đấy là cái mà chúng ta xem xét rằng là đâu là chân đảng viên và đâu là ngụy đảng viên. Một câu chuyện có thể nói rằng là rất là đau lòng thật sự với các bác là thế. Tôi tin rằng những người đảng viên chân chính họ nhìn thấy cảnh này có đau lòng lắm, nhưng mà họ là số ít, bởi vì họ không chấp nhận thăng tiến đi lên bằng những con đường có thể nói rằng là bằng cái này, rồi là phải nịnh nọt cúi trên, rồi là nạt dưới vân vân để mà thăng tiến được, họ không làm như thế. Nhưng chân đảng viên đó lúc nào cũng đau đáu với tấm lòng với quốc gia, với dân tộc nhưng mà lực bất tòng tâm. Tôi mong rằng công tác cán bộ sẽ có một cái cải cách đổi mới để mà đưa những người đảng viên chân chính lên nắm quyền. Số này không nhỏ đâu, nhiều lắm, nhưng họ lẩn khuất ở đâu đó mà người ta không nhìn thấy được. Có lần tôi đi, tôi gặp một quý vị mà có thể nói rằng là bí thư, tôi sẽ chia sẻ với các bác bí thư, một vị bí thư này sau. Khi mà vào nhà của vị bí thư này uống rượu á, kiểu quê nhé, họ tự ngâm ở trên một tỉnh miền núi, thì tôi cảm thấy sốc rằng căn nhà nó quá là đơn sơ. Hay chúng ta thấy rằng là trong cái dịch lụt năm 2000, dịch lụt năm 2019 á, tháng 19 á, và dịch của Thủy Tiên ấy, thì chúng ta thấy rằng là có những vị chủ tịch xã bởi vì cứu dân mà cũng đã bị mất, đã bị cuốn mất năm 2020 đấy, lụt năm 2020 thì đã hy sinh bản thân mình khi đều khi mà đi cứu trợ lũ lụt. Đến khi người ta đến nhà của vị chủ tịch xã đấy, người ta chụp ảnh thì mới thấy rằng là căn nhà nó đơn sơ thế. Đó. Vẫn còn rất nhiều những đảng viên chân chính chứ không phải là không đâu, chẳng qua là chúng ta chưa tìm ra được. Thì bây giờ nhiệm vụ là thế nào, để thứ nhất có hai cái nhiệm vụ: một là tìm ra được những đảng viên chân chính, thứ hai nữa là loại bỏ những cái đảng viên gọi là ngụy đảng viên ra khỏi bộ máy. Họ có phải là đảng viên đâu, họ là ngụy đảng viên mà, nó là giả mà, giả thì phải cho ra khỏi bộ máy, cho ra khỏi tổ chức đảng, và đó là cái thứ nhất. Còn nếu không phân biệt được
và vẫn còn cái ông tôi vẫn còn cái lợi ích nọ lợi ích kia, vẫn còn cái quen biết thân hữu, thì báo cáo với các bác rằng là rất khó để có thể làm và cần cái sự dũng cảm để hiểu rằng không thể không làm được, mà muốn làm được thì cực kỳ dễ. Muốn phát biệt, tôi xin chia sẻ với các bác này, muốn làm được thì cực kỳ dễ luôn. Làm thế nào để phát hiện được các vị ngụy đảng viên ấy, thì cực kỳ dễ. Với những đảng viên chân chính thì họ không ngại phát biểu, họ không ngại đứng trước quần chúng, bởi vì có làm gì sai đâu mà sợ. Gia cảnh tôi thế này, lương tôi thế này, con cái tôi thế này, tôi đâu có bồ nhí đâu, tôi đâu có dùng xe sang xe xịn đâu, tôi đâu có thế nào thế kia đâu. Tôi thích gặp người nhân dân, tôi thích gặp người nông dân, tôi thích gặp quần chúng hơn là thích ở ngồi với một vài doanh nhân ở một cái khách sạn hạng sang đó. Vẫn còn rất nhiều những người như thế, họ không ngại để mà trao đổi, họ không ngại để mà lắng nghe, và thậm chí rằng là khi mà nhân dân phê bình họ, họ còn cảm ơn, bắt tay vào cảm ơn bác, cảm ơn bác, cảm ơn mọi người, chút tí nữa là tôi đã phạm sai lầm đấy đó. Nhờ mọi người nói ra mà tôi mới biết được, tôi mới không để ý. Nhiều khi mình quấn lại công việc mình cũng không để ý việc này. Tôi cảm ơn đồng bào, cảm ơn các bác. Rất nhiều đảng viên họ sẽ không ngại ngần để mà thậm chí là nhận sai và tích cực như vậy. Thì nhân dân có ủng hộ những người đó không? Có chứ. Thế nhưng mà các bác thì thấy rằng là những người ngụy đảng viên ấy thì không bao giờ có được cái này. Họ sẽ tăng cường đi xử phạt. Ai mà hé mồm được một tí là sẽ xử phạt, là sẽ gọi là mang đi dọa để mà xử lý. Những người như chúng tôi tại sao lại phải ốp đầu lòng thuộc từng cái dòng chữ của bộ luật để mà từng lời mình nói ra thì đều không vi phạm pháp luật đó, đi vi không vi bởi vì họ sẽ rất dàng suy diễn được rằng là ông này như vậy là ông này nọ, ông này kia, ông này như vậy là thế lực phản động, ông này như thế là xuyên tạc, ông này vẫn nói yên, và họ không nghĩ rằng là bộ máy của mình những người này đã sai ở đâu. Và với vai trò là cái sở thông tin và truyền thông thì họ chỉ tăng cường xử phạt, hoặc là bộ thông tin và truyền thông hoặc ban tuyên giáo ấy, họ chỉ tăng cường xử phạt mà không tổ chức một cái bản chất của cái thông tin và truyền thông ấy, đó là cái sự tương tác. Thông tin thì trước đây nó một chiều thôi, nhưng bây giờ thông tin thời đại mới rồi thì nó phải là một cái sự tương tác. Có nghĩa rằng là để giải quyết cái vấn đề nóng thì không phải là anh đi phạt người ta, anh cấm người ta phải ngậm miệng, anh dán băng keo vào mồm người ta thế này đó, anh bịt mắt người ta thế này từ nay cấm mày nhìn thấy gì, anh bịt tai người ta như thế này từ nay cấm mày nghe thấy gì, anh dán băng keo vào mồm, anh khâu mồm người ta lại và anh nói rằng là từ nay không được nói cái gì, thì thay vào đó họ tổ chức đối thoại. Đây là một vấn đề nóng và cần tổ chức cái cuộc đối thoại. Thì đáng nhẽ rằng ban tuyên giáo, sở thông tin và truyền thông phải hiện thực hóa cái lời của bác Hồ. Đó là đối thoại cái gì? Đối thoại online, đối thoại trực tuyến, đối thoại chủ đề gì? Làm thế nào lấy được những chủ đề mọi người quan tâm nhất để đối thoại? Đó. Công nghệ bây giờ một người có thể là nói cho hàng nghìn người nghe. Giống như tôi đang nói chuyện với các bác đây, thì đang có hàng nghìn người nghe, chứ không phải là một người. Vậy thì chúng ta tương tác nhau qua những cái buổi như thế, thì rõ ràng nó là tốt hơn nhiều. Và đấy mới là vai trò của thông tin. Làm thế nào để giải quyết tận gốc? Thì phải có cái đối đầu tương tác thế này, thì người dân sẽ phát hiện ngay ra ông nào là giả và ông nào là thật. Ví dụ như ông Phạm Hồng Hà cái chẳng hạn, khi người dân quỳ xuống, người ta hỏi rằng là người dân hỏi rằng là lãnh đạo ở một cái nhà to như thế, còn chúng tôi thì màn trời chiếu đất, thì nếu như sòng phẳng thì cái vị Phạm Hồng Hà đó là phải đứng ra để mà trả lời với người dân, chứ không phải cầm con điện thoại hàng trăm triệu rồi cứ nói chuyện điện thoại rồi quay đầu bỏ đi như vậy, đúng không ạ? Phân biệt rất dễ. Và tôi nghĩ rằng là bộ thông tin và truyền thông, ban tuyên giáo hay vân gì đấy, thay vì đi xua quân đi đánh giá hay là nọ kia, và rất dễ để mà bị nhầm, để mà thành ra cái xuyên tạc, để mà quân ta bắn quân mình, một cái người đang cố gắng để mà xây dựng chỉnh đốn đảng, để mà phát huy sức mạnh của đảng thì lại bị tiêu diệt bởi cái lũ ngụy đảng viên, đúng không ạ? Tôi cho rằng đấy mới là vai trò của ban tuyên giáo, đấy mới là vai trò của bộ thông tin và truyền thông ở trong thời điểm hiện nay, đó là tăng cường tổ chức những cái buổi tương tác trực tiếp với các lãnh đạo, đặc biệt ví dụ như là phía đoàn hoặc những nhân vật nhạy cảm, những nhân vật mà người dân nghi ngờ và những nhân vật người ta cảm thấy rằng là hình như có cái dấu hỏi nào đó, ví dụ như một số bí thư đoàn, ví dụ như anh bí thư tỉnh đoàn của Thái Nguyên, ví dụ như là anh Phạm Hồng Thái, bí thư phó bí thư của tỉnh tỉnh đoàn Hạ Long, là con ông Phạm Hồng Hà đấy,
Rồi ví dụ như là anh Nguyễn Minh Chiết, con của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, rồi rất nhiều những người khác. Nếu như họ giỏi thật sự thì có gì ngại đâu mà nói, ngại gì đâu mà tương tác trao đổi. Và đấy cũng là thay vì cái việc mà bắt buộc phải làm, thì mấy người ngụy đảng viên thì họ rất sợ, họ né tránh cái điều đấy. Còn những người chân đảng viên ấy, những đảng viên chân chính ấy, đảng viên thật ấy, thì họ lại coi đó là một cái cơ hội để mà lắng nghe quần chúng, tương tác với quần chúng, để mà gần quần chúng hơn. Để mà gần quần chúng hơn thì nghe được cái tâm tư nguyện vọng đấy thì sẽ không bị xa rời quần chúng. Còn né tránh những cái việc như thế thì đó là những người xa rời quần chúng. Và như bác Hồ ngày xưa đã nói, xa rời quần chúng là một trong những nguy cơ nhãn tiền, nguy cơ nhãn tiền đó, nguy cơ quan trọng nhất, nguy hiểm nhất luôn, đó là xa rời quần chúng, xa rời nhân dân. Anh ở nhà siêu sang rồi anh, tất cả những thứ đó đã biến anh trở thành xa rời nhân dân. Đáng nhẽ ban tuyên giáo, tôi nói thật, tôi hiến kế cho ban tuyên giáo và bộ thông tin và truyền thông cách để làm thế nào phân biệt được những người yêu nước chân chính và những kẻ phản động, và cách phân biệt thế nào với những chân đảng viên và ngụy đảng viên. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.